Phương xin trọng cảm ơn phần biểu diễn lên sân khấu của đoàn Phước Anh Đường. Thưa quý vị, đoàn Phước Anh Đường Bình Dương cũng đã lọt top 6 quốc tế năm 2023 về tìm kiếm tài năng. Xin cảm ơn đoàn Phước Anh Đường đã biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và liên tục ngày hôm nay, xin mời phần biểu diễn lên sân khấu của đoàn Minh Nghĩa Bình Dương. Thưa quý vị, đoàn Minh Nghĩa Bình Dương cũng đã đoạt giải khuyến khích về múa rồng năm 2023 vừa qua. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể quý bà con nhân dân, trong văn hóa tâm linh của người Việt trước đây cũng như nhiều dân tộc châu Á, lân sư rồng là biểu diễn đặc trưng ý nghĩa với sức mạnh phi thường, đủ sức chấn áp điều xấu vận rủi. Lân hay rồng đều chỉ có trong thần thoại, vì vậy người xưa quan niệm nếu được